Liên quan vụ bắt băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật để đòi nợ gần 1.000 tỷ đồng, đến nay Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tiền Giang, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các phòng nghiệp vụ đã làm rõ nhiều tình tiết về băng nhóm này. Trước đó, Công an nhận tin báo tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố tinh thần, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua xác minh, Công an xác định nhóm này có hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện đe dọa, khủng bố các tổ chức cá nhân. Thậm chí nhóm đòi nợ tới gặp người thân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm liên quan đến nạn nhân, có hành vi đe dọa giết vợ con, người thân và đem cả quan tài bình ga để khủng bố các nạn nhân phải trả nợ. Băng nhóm này thực hiện hành vi ở nhiều tỉnh thành như Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Qua củng cố hồ sơ, trưa ngày 14 tháng 2, hơn 120 cán bộ chiến sĩ của Cục C02, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an thành phố Hồ Chí Minh, các cục nghiệp vụ đã ập vào công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt ở một tòa nhà số 7 đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, công an thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, hơn 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Quá trình điều tra, công an triệu tập làm việc 133 đối tượng, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ. Ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản. 2 ngày sau, công an khởi tố bắt tạm giam Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi tại trường tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, và Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hiệp, về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, công an tạm giữ hình sự với 13 đối tượng khác. Qua làm việc, nhóm này khai đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật. Công ty này có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính, dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt cầm đầu. Nhóm này không có văn bằng chuyên ngành luật mà chỉ đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính số lượng lớn hợp đồng khách nợ, sau đó phân công cho nhân viên đòi nợ bằng hình thức khủng bố như trên. Công ty này được ngân hàng, công ty tài chính trả từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Do lợi nhuận khủng nên băng nhóm không từ một thủ đoạn nào để buộc các nạn nhân phải trả tiền. Tổng số tiền nhóm đã đòi nợ gần 1.000 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 2, công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng và Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng, về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, công an tiếp tục tạm giữ 10 đối tượng khác để củng cố hồ sơ và truy bắt đối tượng có liên quan.